Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, đại chúng nghe rõ. Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con thành kính đến đại đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính đại đến Thượng Tọa Minh Hạnh. Đệ Đức Tuệ Đức cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cũng như Phật tử. Dạ sẽ bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Buddhang Phakkhavantang Apivade Misokkhato Phakkhavata Dhammo Tham Mang Namasami Upadipanno Phakkhavato Savaka Sangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tăng dương Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo nguyện nhận và Đức Tam Bảo hàng giáo hội đứng chư tôn Đức Tăng. Quý tu nữ cũng như Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta học câu pháp cú số 202. Đây là câu pháp cú rất là quen thuộc. Chúng ta đã được nghe giảng rất là nhiều lần trong những thời pháp xuyên qua cũng như là ở trong pháp cú kinh này. Natira gasamo aki nati do sasamo kali nati khanta samadukha nati santi parang sukhang. Không có cái lửa nào sánh bằng lửa tham, ác nào bằng sân hận, khổ nào bằng khổ quẩn, lạc nào bằng tịnh lạc. Lửa nào sánh nổi lửa tham, ác nào sánh nổi ác sân, hiềm thù. Khổ bằng khổ quẩn có như, lạc nào đổi được vô dư niết bàn. Lửa bằng tham ái có không, ác bằng sân hận rửa lòng dễ rùa lông dễ tìm, khổ nào khổ quẩn khó tin, lạc nào tịch lạc. Xem chim một sừng, đó là câu thượng giải đích. Thì kính thưa quý vị, bây giờ trước nhất là chúng tôi sẽ thích nghĩa cái câu pháp cú này. Không có lửa nào bằng cái lửa tham. Không có tội nào bằng cái tội sân hay cái ác của cái sân. Không có cái khổ nào bằng khổ quẩn và không cái lạc nào bằng niết bàn. Đó là câu pháp cú thứ nhất. Câu đó là câu pháp cú mà chúng ta đã được nghe nhiều lần. Và bây giờ câu thứ nhất là Natira Kesamoki. Không có lửa nào mà sánh bằng. Không có cái lửa nào mà sánh bằng cái tham hay là lửa của tham. Cái chữ Raga là đây nói tới cái gì? Raga nó về tham ái. Mà raga samo hay samat, raga samat tức là cái chữ raga, đây là một cái động từ từ cái căn rancha. Đó là nghĩa là tham ái, còn samá là sánh bằng. Nó tỉnh từ. Và cái chữ ý, ác ký chúng ta dễ nhớ, đây là một danh từ nam tính. Ác ký là lửa. Ác ký là lửa. Thì chúng ta được một cái chỗ, tức là Ragasamo Nathira Gasamoki, tức là không có lửa nào sánh bằng cái lửa tham. Đó là chúng ta nhớ. Quý vị nhớ như vậy rồi, quý vị sẽ rất là hiểu cái lửa tham ái. Đầu chút xíu nói chúng tôi sẽ giảng vô trong cái ý nghĩa của nó. Nato Sasamo Kali Đô xá tức là cái sự sân hận. Xin lỗi cái chữ đúng rồi, cái chữ đô xá. Xá từ đây nói đến cái sân. Ra cá đô xá vô hát, tức là si đó, tham sân si, cái tâm độc á. Thế đây cái chữ đô xá có nghĩa là sự sân hận, đó là một danh từ nam tính. Xá má cũng lì cũng bằng cái sự sánh bằng. Cái lý đó chính là một danh từ nam tính, tức là nói đến cái việc ác hay là cái tội ác được, cái việc ác cũng được. Cho nên cái chữ đô xá xa mô, nát thí đô xá xa mô, cái lý, còn nát thí thì chúng ta biết rồi, đó là một cái phủ định từ, nó là trạng từ, ở thể phủ định. Rồi cái câu thứ ba, nát thí khanh thá xa ma đúc kha, cũng bằng một cái trạng từ,
Không. Không có. Không có cái gì. Khanh thá. Đây. Khanh thá tức là quẩn. Mà cái chữ sama là sánh bằng. Mà khanh thá sama ở đây thêm cái chữ đúc kha. Khanh thá là quẩn hay nhóm hay tập hợp đó. Của chữ đúc kha. Đây là một danh từ nói đến cái sự khổ hay các cái việc khổ đau. Cho nên một cái câu kết lại rất là không có cái khổ nào mà bằng cái khổ của quẩn. À, khổ của khổ quẩn. Tại sao quẩn? Chút xíu nữa chúng tôi sẽ nói. Rồi. Nát thiết san tí bà răng sụt khăn cũng bằng một cái trạng từ không. Không có cái lạc nào mà bằng niết bàn. Ở đây từ cái chữ san tí là sự an lạc, mà parát tức là nó vượt lên hay nó lên trên nó hơn nữa đó. Còn cái sự xúc khá nó là một danh từ trung tính, là sự an lạc hay là sự hạnh phúc, sự bình an, vân vân. Nát san tí parang xúc khăn tức là không có cái lạc nào mà vượt qua hay vượt trên cái lạc của niết bàn. Tại sao như vậy? Dạ. Thì đây chính là cái ý nghĩa, tức là thích nghĩa là như vậy. Giờ đây chúng ta sẽ đi vào cái duyên sự. Duyên sự này cũng rất là hay. Khi Đức Phật Ngài, một lần Đức Phật Ngài, khi người tại kỳ viên đề cập đến con của nàng thiếu nữ ở nhà gia giáo Anyatara, Anyatara Kuladarika Watthu, cái tựa đó đó. Khi Đức Phật Ngài cùng với đại chúng tăng đi tham dự một cái lễ cúng dường ở tại nhà. Rồi tương truyền cha mẹ của thiếu nữ này đã nhận lời cầu hôn của nhà trai và đã thỉnh Đức Phật Ngài cùng với đại chúng tăng đến để cúng dường. Thì Đức Phật Ngài đi với đại chúng tăng an tọa vào những cái nơi mà đã được soạn sẵn, thì cô dâu đó thì đi qua đi lại để phục dịch cho chư tăng, lo lắng chư tăng. Còn chàng rể đó thì cứ đứng nhìn cô dâu, và chàng nhìn cô dâu với cái tâm luyến ái, phiền não khởi lên trong tâm, bị sự si mê nó thắng phục. Chẳng những chàng không có lo phục dịch cùng với cô dâu của mình, mà lúc đó là đại chúng tăng nó cùng với 80 vị đại trưởng lão, nó rất là long trọng. Chẳng những vậy mà chàng ta còn giơ tay ra, anh ta định ôm lấy cô dâu, thì bước Đức Phật nhìn thấy cái tư tưởng của chàng ta, và Ngài dùng cái thần lực không cho chàng ta thấy được cô dâu, mà chàng ta chỉ đứng nhìn thấy Đức Phật. Khi chàng đứng nhìn thấy bổn sư như vậy, Ngài bảo, bắt đầu Ngài nói này, cận sự nam, không có cái lửa nào mà bằng cái lửa của tham ái, không có cái ác nào bằng cái ác của cái sự sân hận, không có cái khổ nào bằng cái khổ mà bảo gìn giữ cái ngũ uẩn này, không có cái vui nào bằng cái vui của niết bàn. Cho nên con hãy nghe. Thì bắt đầu Ngài thuyết lên câu kệ, lửa nào sánh lửa tham, ác nào bằng sân hận, khổ nào bằng khổ, khổ nào sánh khổ uẩn, lạc nào bằng tịnh lạc. Thì sau cái khi mà nghe xong cái đó, cái thời giảng thuyết của Đức Phật á, cô dâu cũng chứng quả tu đầu quần và chàng rể này cũng chứng tu đầu quần. Thì ngay khi đó đó, Đức Phật Ngài thu hồi cái thi lực của mình, cái thu hồi cái phật lực của mình
để cho hai người nhìn thấy trở lại nhau. Thì ở đây chúng ta thấy Đức Phật Ngài xác định một cách rõ ràng. Cái lửa này nó không phải như cái lửa nó bốc cháy, cháy nhà, cháy cửa, cháy cháy nhà, cháy rừng, hay là cái lửa của vũ khí, mà khi nó xuất hiện thì chúng ta thấy nó cháy, nó khủng khiếp như thế đó. Nhưng cái lửa trong lòng mình đó, cái lửa tham trong lòng mình, cái ngọn lửa này á, nó không có cháy rần rần, mà trong nội tâm này nó thiêu đốt tất cả những cái điều lành, điều tốt của chúng ta. Mà nó đến khi một khi mà người ta khởi lên cái lòng tham, hay người ta bằng cách tức là tham về sắc, hay tham về của, hay tham về tất cả cái gì, thì cái bản năng, chúng ta gọi là bản năng đó, nhưng điều cái đó chính là cái sự mê say đắm đuối đó, họ không còn nhớ cái gì cả. Họ quên đi tất cả những cái chuyện khác, mà chỉ nhớ trong cái sự đắm say đó. Cho nên khi mà chúng ta hiểu biết được cái tinh thần tập của Phật Pháp đó, thì chúng ta mới thấy được nó là một điều mà hết sức là cẩn trọng ở trong mọi việc, ở trong mọi điều. Bởi vì chỉ có cái lời kinh Phật giảng dạy cho ta, chúng ta mới thấy được cái sự nguy hiểm nó thế nào. Cái gia lô này nó gửi hình màu màu quá. Thì kính thưa quý vị, cái lửa tham này nó chính là một cái sự ngủ ngầm ở trong tâm, hay nó nằm trong sâu thẳm đó. Có đôi khi quý vị biết chúng ta không có cần la làng la sớm gì sùm những điều mà cũng như cái mặt nhìn, cái mặt người chúng ta không đoán được cái lòng thâm độc của chính họ. Cái thâm độc của chính họ đó thực sự mưu mô, nó vừa có tham mà nó vừa cái ác của cái tham, mà nó vừa có cái tội của sân, mưu sâu kế độc để tính toán, và bằng cái lòng sân hận đó nó làm cho người gây nhiều cái điều tội lỗi. Chúng ta đừng bao giờ khinh thường, xem thường, nói rằng người ta, người ta đó nha, người ta tội đó nha, người ta làm cái điều tội lỗi đó nghe rất là ghê gớm đó nghe. Nhưng kính thưa quý vị, sự thật ra mà nói, cái lỗi đó nó chưa đâu. Nhiều khi thấy người ta giết người này, hại người kia, mà chúng ta cho rằng ôi họ ác quá, không thể nào mình làm như vậy được, mình nói vậy, nhưng điều mình chưa, cái tâm mình nó chưa tới, nó chưa có cái khi vào cái lửa tham này. Mà khi nó nổi lên đó, mà chúng ta phải có một cái sự tu tập thì chúng ta mới dằn xuống được. Chứ còn không á, cái lửa tham nó nổi lên và cộng với cái lòng sân hận nó bực bội, nhất là kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, đó đó đó, thì bắt đầu từ đó mới bực bội, chúng ta thù ghét người ta đó, chúng ta mới tìm cách mưu sâu kế độc ta hại người. Ở đây chính là một cái tham ác, cái sân ác nó rất là nguy hiểm. Cái lửa đó nó đốt cháy không thể nào mà dừng lại được, và nó đốt cháy bao đời nay, nó đốt cháy từ độ luân hồi của chúng ta tới bây giờ. Đó đó quý vị, độ luân hồi của chúng ta bây giờ. Bởi vì vậy cho nên á, chúng ta thấy cái sự tu tập á, để mà thành tựu quả vị giải thoát, chấm dứt sinh tử khổ đau, cái ái này hay là cái tham đó, nó cuối cùng diệt tận. Chúng ta nhớ như vậy nha, cuối cùng á, mới diệt tận được. Tới tam quả thì nó giảm nhẹ, nhưng phải tứ đạo mới diệt, chuyển qua thánh đạo một sát na đó mới thành tựu. Chúng ta thấy ghê chưa? Bởi vì tham bằng một cái lòng tham, bằng cái ngũ quan
quan sát tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc này là một cái tham bình thường, mà là một cái tham của vật dục, một cái tham của thế thường. Nhưng cái sự chấp ngã nó cũng là tham, mà nó cao cấp hơn. Và nó khó diệt hơn. Chính là cái gì? Cái chấp ngã. Cho nên vừa cái chấp ngã mà vừa một cái tham ái nó bình thường. Có nhiều người á, danh vọng địa vị rất là lớn, nhưng họ đi làm những cái chuyện rất ư là lạ, đáng tuổi ông tuổi bà, mà lại đi coi như là làm những cái trò mà chúng ta gọi là ấu dâm với tuổi trẻ con nít, nó đáng tuổi cháu, kêu ông bà, ông nội bà nội, vân vân, hay hoặc là những cái hành động rất là kỳ hoặc. Thì ở đó chúng ta biết, lúc đó do cái ái, cái mắt nhìn thấy, tai nghe tiếng, mũi ngửi, lưỡi thân xúc chạm này, được nếm vị thân xúc chạm này, thì tự nhiên chúng ta quên đi hết. Quên đi cái gì? Quên đi cái tư cách, quên đi cái nghĩa ân, quên đi cái giá trị ở trong lòng con người mình. Mà họ chỉ nghĩ tới cái dục tình. Hay một người tham chấp á, cái chấp ngã đó, không suy nghĩ cái chuyện khác. Họ nghĩ rằng nó là như thế, ta bị thua thiệt, ta bị đau, ta bị như thế này, ta bị như thế kia. Rốt cuộc rồi thì từ cái chấp ngã đó, bắt đầu nó là một lửa, nó là ngọn lửa bùng 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 phát lên. Chứ thật ra thì nó chỉ một cái nguyên nhân đầu tiên là cái gì? Do chúng ta không có cái chánh niệm, chúng ta không có một cái sự kiểm soát. Mà đó Phật dạy một cái sự thu túc, một sự kiểm soát. Một sự kiểm soát đó chính là không có niệm hay không có định, hay không có cái gì, không có một sự suy quán về mình và người, và không có một cái nền tảng của giới luật để đặt lên đó. Khi mà chúng ta có một nền tảng giới luật thì chúng ta cũng nó rào, nó ngăn, thì nó ít có phải vi phạm những cái điều lỗi lầm đáng trách nó xảy ra. Sự thật như vậy đó. Nếu mà chúng ta được một cái hàng rào, đó chính là cái hàng rào của giới, thì mọi việc nó rất khác. Bởi vì cái giới này nó mới ngăn ngừa được cái gì? Những phiền não của tham. Bởi vì những ác pháp chưa sanh, nó không cho sanh. Những ác pháp nó đã sanh thì một chúng ta diệt trừ. Cái cách mà đó chính là một cách mà chúng ta phải có bước đầu tiên, nó phải như thế. Chứ còn nói rằng là mình phải như thế này, mình phải như thế kia, thì đó là chúng ta nói, chúng ta suy nghĩ, nhưng nó phải có một cái hàng rào của giới. Nếu hàng rào của giới này thì nó mới thành tựu được cho chúng ta. Còn không, cái hàng rào của giới, nếu thôi nói theo xã hội, hàng rào giới của chính họ là cái đạo đức của chính họ, cái tư cách của chính họ. Mà cái tư cách đó, họ làm bằng cái gì? Bằng một sự kiểm soát lời ăn tiếng nói của mình, hành động của mình. Mà xuyên qua cái đó chính là ý nghĩa của cái sự tu tập đó, quý vị, chứ không phải chuyện bình thường. Còn nếu như họ thực hiện, họ làm được như vậy, thì họ mới vượt qua được những cái khổ ái này. Còn không, chắc chắn rằng những cái chuyện mà họ va phạm, vi phạm vào thì chuyện rất là bình thường. Bình thường chúng ta cũng không thấy. Chính chúng ta đi, nhiều khi từ cái ăn, cái ngủ, cái mặc, cái lời nói, cái vui cười, cái vui đùa, nó bao quanh tất cả là những điều thống khổ của tham. Vừa lòng với cái ái, vừa lòng với cái áo này, vừa lòng với món ăn này, không vừa lòng với món ăn kia, thì tất cả đó là cái lửa nó đang đốt ta đó chứ. Thấy cái này,
à vừa mắt nghe cái kia nó vừa tai, cái lỗ tai của mình, và ngửi cái này cảm thấy thích hợp, nếm cái này cảm thấy thích hợp, đụng chạm cái này cảm thấy vừa lòng, thân xúc chạm này đó, đó. Thì đó chính là chúng ta đã đang nuôi dưỡng cho cái gì, cái tham ái chúng ta, tức là chúng ta châm mồi cho nó, giữ lửa cho nó, chứ chúng ta không có đặt nền định niệm ở trên trên tâm của mình. Đây là một điều mà chúng ta nhớ, nếu như không có định niệm thì tâm mình phiền não, đó chính là tham hay sân. Một người bởi vì cho nên còn hiện hữu trên cuộc đời này mới là như thế, thì chúng ta phải nói theo cuộc sống đó, tức là phải phải tai làm hàm nhai, phải coi như là phải phải đi tìm, phải làm công việc, rồi phải có cái sự giao tiếp như thế này, phải có một cái sự qua lại như thế kia, vân vân. Thì tất cả những điều chúng ta làm đó, tức là đã đang nuôi dưỡng cho cái lò nung của tham ái bao đời nay, chứ có chuyện gì. Nếu không là lạ, hiểu theo Phật Pháp thì không là lạ. Bây giờ tại sao không là lạ? Nó một điều hết sức là bình thường, nhưng nó khác thường. Nó khác thường ở chỗ, tức là chúng ta đã nung nấu nó, cho nên cái lòng tham nó khó diệt lắm. Lòng tham thật sự khó diệt. Cái lòng sân thế nó khủng khiếp, thế nó gầm rú ầm ầm đùng đùng, nhưng nó lại dễ diệt. Bởi vì cái đối trị của lòng sân nó dễ diệt, mà ngược lại cái tham thì nó rất là khó, bởi vì nó âm ỉ, nó cháy lan từ 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 từ, rồi cuối cùng thì chúng ta rất là đau khổ. Cho nên kinh văn dạy rằng tại sao cái tội của tham hay cái lỗi của sân nó là cái lỗi lớn. Bởi cái lỗi này, quý vị biết xây 3 năm đốt 1 giờ bằng một cái sự hiểu sai, bằng một sự suy nghĩ sai, người ta đã phá đi những cái tâm tư tình cảm, người ta đã phá đi những cái gì mà người ta xây dựng. Ngay cả nhân cách của cuộc đời cũng vậy, vì một cái sự xúc phạm, vì một cái sự thua thiệt mà ở đó người ấy tự ti, người ấy mặc cảm, từ cái tự ti mặc cảm để chấp thủ chấp ngã của mình xong, bắt lòng lòng sân hận khởi lên, cảm thấy rằng tôi bị người khác hại tôi, người khác đánh mất đi, cướp giật của tôi cái điều này cái điều nọ, tôi phải trả thù, tôi phải phải trả thù lại, vân vân. Chỉ một cái gì, chỉ một cái quý vị biết con người ngày hôm nay nó dễ lắm, chỉ đi ngang thôi, nhìn họ, nhìn họ cũng cảm thấy bực nữa, cũng lạ, thì ngó người ta ngó lại, rồi tự ngó lại, cái bắt đầu sừng sỏ với nhau, nó rất là bình thường phải không quý vị? Nhưng tại sao như vậy? Bởi vì họ chấp thủ lòng tham và lòng sân quá đi, nó nhẹ nhàng lắm. Và cái thứ hai nữa, hễ mà bắt đầu không chịu, mà đâu có chịu thua à, người ta tiến một thì mình tiến hai, người ta thách ấy, thì mình chấp nhận, thì thế là biết bao nhiêu cái sự đau khổ oán hờn bắt đầu đánh đập với nhau. Mà chúng ta đâu biết, có nhiều khi ấy, bắt đầu trả thù nhau, đánh hụt, đánh lầm cái người vô tội, không có nhân quả gì trong đó hết. Nhưng nếu mà nhân quả với họ, chứ sự thật ra là cái nhân quả của riêng người đó bị nhiều lắm, nhiều cái hoàn cảnh mà trong vô tình, rồi nhiều khi nói chuyện gì đó họ tưởng đâu là đồng bọn, vân vân, nhiều nhiều cái lắm, nó gây đến cho chính vì cái lòng sân này mà chúng ta tạo biết bao nhiêu là điều tội lỗi, tạo biết bao nhiêu điều mà ngang trái đau thương. Từ cái lòng sân đó
Có đôi khi chúng ta vô tình, chúng ta xúc phạm, chúng ta vô tình làm lỗi đối với các bề trên, là cha mẹ, ông bà, cô dì, chú bác, ngay cả anh và chị của mình. Chứ đừng nói chi là xúc phạm đến đến chư tăng, đến những người tu hành có như có giới đức, thì cái điều đó họ càng trả một cái quả khủng khiếp mà chúng ta không thể nào mà ngờ được. Ở trong luân hồi này đó mà lại bị như vậy. Mà cái đó là cái gì? Giữa cái sân, cái tham và cái sân, nó cứ xen nhau, nó ngự trị. Chúng ta nhớ, nó xen nhau ngự trị. Nếu mà không có tu thì mình thấy rõ, lúc cái tâm mình đó, nó vui thì chạy theo tham ái, mà nó không vừa lòng cái cảnh thì nó bắt cánh. Bắt cánh gì? Thứ nhất là dính mắc, còn thứ hai là cảnh khó chịu. Cảnh vừa lòng và cảnh không vừa lòng. Mà cảnh không vừa lòng thì là sân nó nổi lên, mà cảnh vừa lòng là ái chấp, dính mắc với cảnh, muốn hưởng lạc cảnh. À, đó là như thế. Mà nó cứ xuyên suốt bao đời nay là như vậy. Và cái lửa tham, cái lỗi sân hay cái tội ác này, chúng ta làm chồng chất mà chúng ta không biết. Rồi đến khi mình ngồi mình buồn hiu, tự nhiên cái mình đang yên ổn như thế này, cái tự nhiên có một cái nghịch cảnh xảy ra, cái mình buồn, ủa sao kỳ, tôi đâu có gây cái nhân, tôi đâu có làm gì ác đâu mà bây giờ tôi phải chịu thế này. Có phải vậy không quý vị? Chúng ta nghĩ đúng chứ không có sai, mà chúng ta nghĩ đúng với cái hiện cuộc này. Nhưng từ tiền thân, chúng ta đâu có biết rằng chúng ta đã quậy phá như thế nào, chúng ta đã đánh đập như thế nào đối với người, và chúng ta cũng gây mất cái sự yên ổn cho tha nhân. Thì bây giờ chúng ta không thể nào bình yên, bởi vì thế giới này là nó bất ổn. Thế giới này không có sự bình yên, không bao giờ có cái sự thái bình, không bao giờ có cái sự hòa bình, chứ đừng nói chi thái bình. Bởi vì tâm tư của mỗi con người đều chấp hữu chấp ngã. Mà như chúng ta thấy những cái trận chiến mà từ cổ chí kim, và gần đó là đệ nhất đệ nhị thế chiến, cho tới các trận chiến hôm nay, Ukraine hoặc là Ukraine hoặc là ở ở Nga đó, Nga và Ukraine đang đánh nhau, ví dụ chẳng, thì đó là cái chuyện nó nổi tiếng, coi như là ở trên các truyền hình và trang báo mà chúng ta thấy. Nhưng đây là cái gì? Đây là những cái cuộc chiến mà trong từng tổ chức và từng cá thể trong gia đình của quý vị, nó cũng có nổi lên những cái sóng gió khó chịu. Mà cái điểm nó bắt nguồn từ cái gì? Từ cái lòng tham, cái lòng sân của mọi con người. Từ cái sự nhìn một phía chứ không nhìn đa dạng. Từ cái nhìn, từ cái nghe, từ cái thấy của cái sự chấp thủ. Của một cái sự chấp thủ là một. Và cái kiến thủ, chấp thủ. Và rồi từ đó, để thân này ác, khẩu ác và ý này ác, nó phối hợp, nó khởi sinh lên, thì thôi, gây biết bao nhiêu là đau khổ cho chính họ và đau khổ cho tha nhân. Biết bao nhiêu sanh linh đồ tháng, biết bao nhiêu coi như là người ta phải rời bỏ nhà cửa từ ngày xưa cho tới hôm nay, đang sống an lành nhưng lại bị những chiến tranh nó bao phủ. Thì từ những cái tấm thân sinh tử này, từ cái cuộc đời này, nó tạo nên. Đó, chính vì nó tạo nên. Do cái gì? Do cái lòng tham. Mà Ngài Giá Xá đó,
ta chưa bao giờ từng thấy cái lòng tham của con người các vua chúa chưa bao giờ an phận với giang sơn của mình mà lúc muốn giang sơn của mình ngút ngàn muốn giang sơn của mình muốn bờ cõi của mình rất là rộng khắp rồi từng con người được tiền của nhưng biết chúng ta có bao giờ chúng ta biết gì mà chúng ta muốn muốn mãi muốn tham lam mãi từ cái lửa nhỏ này nó đốt đốt đốt, đốt nó thành của lửa thật là lớn cho nên chúng ta thấy lòng tham nó vô đáy nhưng khi chúng ta biết dừng lại đó thì nó đỡ đau khổ chứ có chuyện gì còn nếu chúng ta chạy theo nó đó thì là cái gì đưa đến tù tội chúng ta nhớ đưa đến tù tội đưa đến đau khổ đưa đến tù tội đưa đến đau khổ. Mà ai sẽ giải quyết cái chuyện này cho chính chúng ta? Cái sự tù tội cái sự đau khổ đó chính mình đó biết bao nhiêu người giàu có chưa bao giờ từ bỏ cái tính tham lam người nghèo tham lam chúng ta nghĩ là người giàu không có tham mà họ tham còn nhiều nữa mỗi mỗi cái tâm của con người tham khác khác nhau chứ đừng nói tôi giàu có cho nên tôi mới tham như vậy tham của con người nó khác nhau mà cái lửa đó cái lửa tham của con người nó khác hết người khôn có cái lửa tham của người khôn người không có trí tuệ nhiều có cái lửa của người không trí tuệ nhiều trong cái lửa tham đó trong cái lửa sân đó cho rằng cái người hiểu biết á, thì cái lửa nó ít hơn là cái người không hiểu biết chưa nói như vậy chưa xuất hiện chưa thấy chưa hạ màn thì đừng có còn hay là chúng ta chưa là thánh nhân thì đừng nên phê phán người cái này cũng là hay chưa là thánh thì đừng có phê phán người cười người hôm trước hôm sau người cười chúng ta nói người ngày hôm trước hôm sau chúng ta làm còn hơn người nữa vân vân thì đây chính là những cái điều mà cái lòng sân cái tham nó khủng khiếp lắm và cái tại sao nói rằng là natthikantasama dukkha không có cái khổ nào bằng cái khổ uẩn đây chính là cái gì cha thì biết dukkha cha ra bị đúc kha gia thì bị đúc khăn má ra năm bị gia thì bị đúc kha má ra năm bị đúc khăn số các bài đề của đúc đô bản số ba gia sa áp bây giờ sắm bây giờ đúc cô bây giờ quyết bây giờ đúc cô dầm biết chăng là lấp tí tần thì đúc khăn để cầu cuối cùng là sang khít tê nó bên chút bàn đà nắc khăn ta đúc kha đó hay vô cùng bài kinh chuyển pháp luân lời pháp đầu tiên của Đức Phật ở tại vườn Nai ngài đã khẳng định này các thầy tỳ kheo sanh là khổ già là khổ bệnh là khổ chết là khổ thương phải xa là khổ ghét phải gần là khổ cầu không được là khổ được mà nó mất đi cũng là khổ ta nói rằng chấp thủ sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn này là khổ. Thì bởi vì nó còn hiện hữu ra trong cuộc đời, bệnh hoạn, ốm đau, khổ sở. Cho gì? Cho cái tấm thân này. Khổ vì cái gì? Phải phục vụ cho nó ăn, đói khổ, no cũng khổ. Rồi bệnh hoạn, ốm đau, đủ thứ đủ chuyện hết. Bởi vậy cho nên cái sắc quẩn này, cái thọ quẩn này, cái tưởng quẩn này, cái hành quẩn này, cái thức quẩn này còn hiện hữu là còn đau khổ. Bởi vì sắc quẩn này phải cái gì? Phải đau đớn. Sắc quẩn này nó phải chịu sự đau đớn, nó chịu một cái sự nhức mỏi đớn đau của thân xác. Khi tứ đại bất hòa, cái thân xác của chúng ta mà tứ đại nó bất hòa, nó tứ đại bất hòa tức là chúng ta bị cảm mạo do thời tiết, cảm mạo do ăn uống, cảm mạo do sinh hoạt là nó sinh bệnh thì đó chính là cái tứ đại
đất nước lửa gió trong ta nó bất hòa. Cái ăn rồi cũng vậy, rồi đưa đến cái bệnh hoạn, cái bệnh hoạn do thời tiết, cái bệnh hoạn do cái nhân tác động của thiên nhiên, cái bệnh hoạn tác động do cái nhân của con người tạo nên. Nhưng chúng ta thấy cái sự khổ đau của kiếp con người, cháy rừng rồi nước ngập rồi bão lũ rồi dịch bệnh, tất cả cái điều đó là do nhân của con người tạo tác. Nhân của con người tạo tác cộng với sự hiện hữu khổ đau của quẩn này, của khổ này, cho nên sắc quẩn này tạo cho ta khủng khiếp. Như chúng ta thấy, khi mà bệnh hoạn, khi mà bệnh dịch đó, nó rất là nhẹ nhàng. Tự nhiên đang khỏe như vậy, mà quý vị biết, khi mà dịch bệnh nó tới, người ấy ngửi không được, nếm không được, đau nhức, ho, hen, không ngủ được, không ăn được. Cái khổ của ngũ quẩn nó vậy đó. Khi chúng ta bệnh rồi chúng ta mới suy nghĩ Phật kỳ dạ cái khổ của thân ngũ quẩn này. Rồi những người bị những cái chứng bệnh nan y, chẳng hạn như là bệnh ung thư, vân vân, những cái bệnh mà bệnh nghiệp đó, thì nó đau nhức, nó khổ sở vô cùng. Rồi chúng ta mới thấy đó chính là do cái bệnh nghiệp, do cái bệnh, cái tham ái. Và ở đây, cái sắc quẩn thì chúng ta thấy trên cái 27, 28 sắc pháp của chính chúng ta rồi. Nhưng còn cái gì? Cái thọ quẩn cũng vậy, cái vừa lòng với cái không vừa lòng. Bởi vì cái sự dễ chịu hay khó chịu, cảm giác khó chịu hay là không khó chịu, xúc sanh cảm thọ, rồi vừa lòng hay không vừa lòng, và biết bao nhiêu là cái niềm đau nỗi khổ mà cái tưởng tri này nó đã chứa đựng, và nó hồi tưởng lại, ghi nhớ lại tất cả. Nhớ lại là chúng ta thấm thiết, bởi vì cái sự hiện hữu của chúng ta là vô ích mà nó khổ nhiều mà, thì cái khổ nó cũng chồng chất. Mà chúng ta nhớ là cái chuyện buồn, chuyện khổ của chúng ta có vui đâu, nó là khổ. Rồi trong cuộc sống này, biết bao nhiêu cái khởi lên, những cái sự tị hiềm, những cái sự ganh ghét, những cái sự bực bội, những cái sự khó chịu, cái sự giận hờn, cái sự tham muốn, mà đó chính là hành quẩn đó. Đúng rồi, chính là hành quẩn đó, nó tạo cho ta cái khổ nữa, thân mình nó không yên. Thì đây chính là cái tâm mình nó như lửa đốt, cái tâm mình nó khó chịu, nó bực bội, chính là của thân thức này. Rồi cái tâm thức này khi gặp cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh xúc, cảnh pháp theo từng cái nhãn nghĩa thì thân và ý thức này, rồi những cái, quý vị nhớ cái chuyện mà nó xa xưa rồi, bây giờ chúng ta nhớ lại một cái, nó thức cái tâm, đúng là tâm thiện, tâm bất thiện, tâm ác, tâm bực bội, tâm khó chịu, tâm sân, tâm tham, đây lửa thân, lửa sân, lửa nó sẽ nổi lên. Mà cái điều đó chính là do chúng ta không có cố tu, không có chịu tu, và chúng ta phải chịu như thế. Ở trong cuộc đời này không có khổ nào bằng khổ quẩn, đúng như vậy. Ngũ quẩn nó hiện hữu là còn hiện hữu, ngũ quẩn là còn đau khổ. Cho nên Đức Phật chỉ dạy đó, chúng ta giải thoát sanh tử là chúng ta giải thoát cái ngũ quẩn này, chứ không phải là cái ngũ quẩn này mang đi ở một cái cõi giới nào đó mà được chiêm hót, được nghe nhiều nhạc nền hay, và chúng ta được hưởng lạc. Để một cuộc đời có vui là có buồn, có lạc thì có khổ. Cái trạng thái của cuộc đời có hỷ thì đối kháng lại, tức là cái trạng thái sân. Mà vừa lòng do tham ái khởi lên, hay là vừa không vừa lòng do sân, sân độc khởi lên, tất cả những cái điều này
nó đều là một cái hằng số tất cả chúng ta. Nếu như nó đều là đưa đến cái khổ hết. Cho nên chúng ta sẽ muốn sinh một cái cõi giới nào đó để đó hưởng lạc. Thì trong kinh văn dạy không có cõi giới nào mà hưởng lạc. Có cõi vui, sinh về cõi vui và cõi vui đó tiếp tục đau khổ nữa. Mình đã từng đi qua những cái cõi vui và chúng ta cũng đã quá nhiều lần đi qua những cái cõi khổ. Bởi cho nên con người sợ khổ mà tìm vui. Sợ chết mà tìm sống. Cho nên khi nào mà sợ chết thì cái sự sống có mặt. Mà khi nào mà khổ mà tìm vui thì cái khổ nó được tiếp diễn. Hay không quý vị? Bình thường, cái ý bình thường, nhưng nếu chúng ta phải nhìn chính nó. Ngày nào mà chúng ta cảm thấy cái thân thức này, bây giờ cảm thấy mình đừng làm sao cho cái thân mình đừng có khổ, đừng có đau nhất, có bị cái sự khó chịu. Thì khi không này nè, chính Đức Phật ngày ngày cái thân thức ngày cũng cảm thấy thân thức thọ khổ mà. Ngài cũng bị cái trạng thái khổ đau của thân thức này, bởi bị bệnh hoạn, chứ đừng nói chỉ chúng ta. Các bậc thánh cũng vậy. Các ngài không có bị cái tâm nó đau khổ, nhưng cái thân xác vẫn đau. Cái cảm giác đau, cảm giác thì đó nhưng không có hệ lụy của phiền não. Cảm thọ đó, cái đời sống là cái đời sống cảm thọ, nhưng cảm thọ này nó không đưa đến sinh y, cảm thọ này không đưa đến tham, cảm thọ này không đưa đến cái sự bực bội, cái sự khó chịu đối với cái khi tâm xúc chạm. Tuyệt vời chỗ này là cái tâm xúc chạm. Bởi vì cũng vậy, cái câu mà Pháp Cú Kinh giải rất là hay. Khi xúc chạm việc mà tâm đừng có sầu, đừng có khổ, không động không sầu, tự tại và vô nhiễm sẽ là quốc phúc lành cao thượng. Ngày nào mà chúng ta thấy khen, ai khen mình khoái, chắc chắn rằng chúng ta bị chê, chúng ta đau khổ và khó chịu. Ngày nào người ta khen mình cũng bình thường, người ta ghét mình, người ta chê mình cũng bình thường. Bởi vì cái đó chỉ là một sự diễn tiến bình thường của cuộc sống, của cuộc đời mà kiếp con người phải đối diện. Hôm nay được khen thì ngày mai phải bị chê. Bây giờ đang có cái vui thì phải gặp phải cái buồn mà nó nối tiếp. Cho nên giữa cái khen ấy, cảm thấy khi mà cảm thấy vừa lòng bất cứ việc gì mà chúng ta cảm thấy vừa lòng thì ngược lại chúng ta sẽ có không vừa lòng. Khi chúng ta đi tìm cái vừa lòng thì chắc chắn rằng cái không vừa lòng nó cũng sẽ xen kẽ, được cái vừa lòng và nó bị cái không vừa lòng. Và bị cái không vừa lòng đó chính là tâm nó cảm thụ đau khổ, nó cảm xúc đau khổ. Căn cảnh thức này khởi sanh lên, khởi lên cái tâm tham, căn cảnh thức khởi lên cái tâm sân. Bởi vì tâm là gì? Hay thức là gì? Tức là sự giao thoa, sự hiệp hội giữa căn cảnh và thức. Ở đó xúc có mặt, thọ có mặt, xúc thọ có mặt. Thế là ái tham khởi lên. Mà ái tham khởi lên hay hoặc là xúc thọ căn cảnh thức, xúc thọ có mặt, không vừa lòng thì khổ, hay là sân hận khởi lên do thấy nghe ngửi nếm đụng. Dạ, quý vị nghe tiếp được không ạ?
Dạ, quý vị nghe lại. Dạ, cảm ơn cô Đăng Nông, cảm ơn cô Như Pháp. Thì chúng ta thấy đó, đó. Nó cái thân thức, xin lỗi, cái thức này, tức là ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành và thức uẩn này, đó, đó, nó gom, nó ẩn làm cái tâm của chúng ta phải khổ. Khổ của người, khổ của kiếp phàm, khổ thân, khổ tâm, khổ của các bậc thánh, thì nó chỉ khổ thân ở trong một cái nghiệp duyên riêng của từng vị. Nhưng các ngài không có khổ tâm. Còn chúng ta biết, chúng ta tâm khổ, thân khổ, tâm khổ do cái lửa tham, lửa sân này nó đốt cháy. Khi nó đốt cháy đó đó, làm cho chúng ta đau khổ. Hay lắm. Rồi, đừng trách là tại sao nó như thế này thế nọ. Tất cả là do chính chúng ta thôi. Nó nung nấu biết bao nhiêu là độ luân hồi rồi. Và nó trải qua biết bao nhiêu là cái sinh thu, biết bao nhiêu là cái buồn vui. Chúng ta nói theo bình thường thôi. Bình thường của kiếp sống thôi. Kiếp sống của một chúng sinh thôi. Thì mình thấy cả cuộc đời mình, bây giờ quý vị cuộc đời này, quý vị thấy quý vị vui nhiều hay là khổ nhiều? Chắc chắn là ai cũng nói là vui ít mà khổ nhiều. Đó là lời Phật, mà khó, mà cái thực tế trong cuộc đời, như là người giàu cũng khổ, người giàu cũng khóc, chứ không phải người nghèo mới khóc. Người giàu cũng khổ, người giàu cũng khóc, chứ không phải người giàu mới khóc, người nghèo mới khóc, mà người nghèo mới khổ. Tất cả hiện hữu là đau khổ. Câu này rất hay, bởi vì hiện hữu đó, tức là còn cái gì? Hữu còn có mặt. Tức là sanh hữu nghiệp hữu đó dẫn dắt đi, tiếp tục luân hồi nữa. Đấy, cứ thế thôi. Còn hiện hữu ở đây, tức là được cái sự dẫn dắt của sanh hữu và nghiệp hữu. Với con sự dẫn dắt của sanh hữu nghiệp hữu, thì tất cả chúng ta sẽ đau khổ. Nếu như người đó biết cắt trừ sanh hữu tâm tương lai, chỉ cảm thụ những cái hữu của hiện tại, tức là thân xác này, thì đỡ. Còn nếu như không, thì dẫn dắt đau khổ đời này, đau khổ đời sau nữa. Dạ. Thì kính thưa toàn thể quý vị, đây là ý nghĩa và duyên sự của câu pháp cú số 02. Xin có đôi điều thuyết giảng qua câu pháp cú này của Điều Khi Sách Tích, kính ngưỡng mong toàn thể quý vị quan hỷ cho. Dạ. Kính chấm dứt thời gian thức ở đây, trước khi dứt lời kính dân Phật Phật Lâm để đề thích từ Đại Thiên Vương, các vị chư thần chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên ở tại chùa Bộ Đức, tại chùa Quảng Nghiêm, các vị thần chư thiên và các vị chân linh dắt linh ký linh ở tháp của hai chùa, mong tất cả an lạc được tấn qua, và mong tất cả chúng ta luôn luôn được tu hành tu để chúng ta bớt tham, để chúng ta nhẹ tham, để chúng ta nhẹ sân hơn, nhẹ si hơn, bằng cách tức là kiểm soát được mình, hiểu biết được mình, để tất cả chúng ta được an lạc ở hôm nay và ngày sau. Kính chúc toàn thể đại chúng luôn được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sơn Khai. Dạ. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Tề Quyền đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích, và chúng con kính tri ân thượng tọa Tệ Quyền, và con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng mít đến thượng tọa Minh Hạnh. Bhagavato sabbamangalam rakkhanto sabbade uttasappambuddha nu bhavana sada sati bhavantu te.
Tất cả hạnh phúc hàng con đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, thì cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Đại Đức, Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm nhân hồi hướng. Ya re va ta sam ti vi ha ra va si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na ba quan tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang đa đề thề ra cha ma cha na wa ca cha bit ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha it sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa wan tu te cha la mu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa răng pa ti cha te sa pe pi duk kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi răng xa tăng thầm mô thầm ma tha ra cha bút ga la sân khô hồ tu sa mắc vô quá a tha ya cha hi ta ya cha âm hê ra khan tu sắc thầm mô sắp bê bí